À, hôm nay sẽ làm nồi cho chiếc xe quay 110 của em trai này. Ồ, thì em trai này muốn lên nồi 6 lò xo. Nồi 6 lò xo của mình mới về, anh em nào muốn gắn thì xuống mình gắn cho nha. Trước hết á, anh em muốn gắn nồi 6 lò xo thì anh em nhắn Zalo cho mình nha, để hết hàng. Đó. Thì xe thì im bình thường, thì em trai này muốn lên nồi 6 lò xo thì mình lên cho em trai này thôi, có gì đâu. Đó. Xe còn khá im nha. Đó, quay thái anh em ơi. Rồi, về làm xe này thôi anh em ơi. Rồi nha, có gì mình quay lại cho anh em coi ha. Nồi 6 lò xo là mình vẫn còn lên bình thường nha anh em. Anh em nào có xe rim quay là mình có lên nồi 6 lò xo luôn rồi, quay và lắc rồi có hết nha. Đó, để cho anh em biết ha. Rồi, rồi anh em coi quá trình mình làm nha. Nồi này thì mình đi lò xo nồi KIZ. Rồi đế nồi là đế chợ thôi, đế chế thôi. Rồi bà đạn ép nồi neo. Đó. Rồi lá bố là rim quay bình thường thôi. Rồi vô nó chạy sao ha. Rồi vô số là không có nặng hơn rim trong xe đâu anh em ơi. Rồi đây chủ xe nè. Rồi đó giờ tháo ra nha anh em. Lồng tơi hắt nha. Mua bên sườn đúng thái luôn, đúng quay thái luôn anh em. Rồi cái này anh em lên rồi anh em về bình thường nha, không có gì xảy ra hết. Thì mình sẽ thay đế nồi 6 lò xo nè. Đây đế trung tâm này để ép ly hợp 6 cộng đúng chưa. Rồi nha, nắp ép phiêu chà neo thì dĩ nhiên là phải bà đạn ép nồi phiêu chà neo rồi. Nồi bà đạn ép nồi neo nè anh em, thấy không? Vô đúng luôn á anh em ơi, nè thấy không? Bây giờ thì ở đây nó còn phải thêm cái cục chuyển ở đây nữa nha, vô đây nữa nè, vô cục chuyển nó mới ok nè, thấy không? Rồi nha, thì cái mặt đạn này là phải có cục chuyển này nha anh em. Mình sẽ để lại bố cũ cho chủ xe. Đó, đây 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 à. Đó, về mới vô được nè anh em, thấy chưa? Rồi nha, giữ lại bố cũ cho chủ xe à. Rồi canh vô thôi là ok nha. Vô lại nha anh em. Giữ lại bố cũ cho chủ xe mình canh lại nha anh em ơi. Rồi nồi 6 lò xo nè, anh em nào muốn chơi thì xe Trung Quốc gì gắn được hết nha anh em. Vô 6 cái lò xo KIZ nha. Đó. Nắp 6 lỗ. Xiết vô nha anh em. Cho nó đúng rô đi luôn thì vô nó sẽ nhẹ nhàng hơn nha. Vô lại nha anh em ơi. Rồi nha anh em. Rồi vô lại thôi. Rồi vô lại nha anh em nè, 6 lò xo nè, thấy không? Đây là đi lò xo zin luôn. Rồi vô rồi anh em ơi.
rồi ôm đống nồi lại thử có cắt pizza không nha. Đó, ok rồi đó. Vô rồi anh em ơi. Rồi để xiết lại coi có pizza không nha. Sau khi xong chạy cho anh em coi nè. Thấy không? Rồi, vậy là nồi lò xo là mình vẫn cố gắng nha. Thì ai mà muốn gắn thì ghé tiệm mình. Rất là ok anh em ơi. Bốc vào lúc đầu nhiều lắm, xe chạy lên đó anh em ơi. Mình kết thúc video cho em này về Hiệp Phước đó.